hành, hành và rất nhiều hành. Một nhà máy đang chế biến hàng tấn hành lá sấy khô. Và những người công nhân thích ăn hành. Công tác làm việc ở trong nhà máy này là hơn 10 năm nay. Hành, tỏi, rau củ quả, các mặt hàng nông sản tươi khi được chế biến sẽ đem lại giá trị gia tăng gấp nhiều lần cho người dân. Những người công nhân ở đây thì đang làm công đoạn kiểm soát chất lượng về độ đồng đều của các cái mẩu hành khô này. Yêu cầu là mỗi cái mẩu hành này thì sẽ không được quá 3 mm, còn những cái mẩu hành mà có độ dài hơn này thì đều sẽ bị loại bỏ. Gạt qua, nhặt lại, soi kỹ từng lá hành nhỏ xíu đã được sấy khô, cắt nhỏ. Đây là công việc thường ngày của những người công nhân ở đây. Họ vẫn nói vui là tỉ mỉ hơn cô tấm nhặt thóc. Người ít cũng vài năm, người nhiều đã gắn bó hơn chục năm với công việc đòi hỏi sự nhanh tay, nhanh mắt và cần mẫn này. Bây giờ lá hồng hạnh thì bây giờ những cái vàng, cái táp và cái tóp đầu và những cái mà mình cảm thấy là nó đốm là không ăn được là mình phải nhặt ra để cho sản phẩm nó đẹp. Bình thường chúng tôi là lựa 1 đến 2 lần. Tùy theo từng hàng, hàng sạch thì lựa 2 lần, hàng bẩn thì lựa 3 lần. Thực phẩm này thì mình làm nhanh không được các cháu ạ, là phải tốn công. Thế thì muốn an toàn và sạch sẽ là phải tốn công. Nên là các cô cũng dự kiến 1 tiếng thì nó trên một công nhân thì nó chỉ được vài cân thôi. 1 tiếng được vài cân. Nếu muốn đáp ứng đơn hàng lớn, doanh nghiệp sẽ phải cần tới vài nghìn công nhân. Không thể làm thủ công, doanh nghiệp chế biến nông sản này đã đầu tư hệ thống máy phân loại tự động. Tùy theo yêu cầu của đối tác, máy sẽ cài đặt sẵn các tiêu chí về màu sắc, kích thước để có thể tự động phân loại, tỷ lệ lỗi không quá 1%. Đây là chiếc máy phân loại sản phẩm. Ở bên này thì sẽ là đường chảy của những loại đạt nguyên liệu đủ chất lượng. Còn ở bên này thì những cái cộng hành mà bị úa hơn, dài hơn hay là sai lệch về mặt kích thước thì sẽ bị loại ra làm hàng loại 2. Và trung bình của chiếc máy như thế này thì sẽ tương đương với khoảng hơn 600 công nhân. Con người về cảm nhận, tùy từng người về màu sắc hoặc là tùy từng mắt của con người. Nhưng mà đối với máy thì nó lại cảm nhận được 100%. Cái thứ hai là cái kiểm soát về cái vi sinh trong một cái nhà máy thì đối với máy móc nó sẽ kiểm soát tốt hơn. Nó ít nguy cơ nhiễm vi sinh. Làm hành, làm tỏi, làm cả ớt và các loại rau củ quả, doanh nghiệp đã nghiên cứu sấy khô nhiều loại nông sản của địa phương, thu về gần 100 tỷ đồng mỗi năm. Để gia tăng sức cạnh tranh, họ cũng tìm kiếm nguồn vốn hỗ trợ từ phía ngân hàng. Sau khi được tiếp cận với cái nguồn vốn thì nhà máy mạnh dạn đầu tư những cái thiết bị máy móc hiện đại hơn, đầu tư cơ sở hạ tầng tốt hơn, chuẩn bị lượng hàng hóa từ bà con nông dân đến nhà máy nó thành một quy trình ngắn gọn và tiết kiệm trong các cái vấn đề liên quan đến về trái vụ mất mùa. Thì hiện tại có ngân hàng đến thì chúng ta ổn định được giá thành cho khách hàng hơn. Với mong muốn cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, ngân hàng Agribank đã dành nhiều gói cho vay ưu đãi, lãi suất thấp hơn từ 1 đến 2% một năm so với thông thường. Đồng thời thì cũng đẩy mạnh cho vay theo chuỗi sản xuất, hỗ trợ vốn từ người nuôi trồng tới doanh nghiệp thu mua, chế biến. Cho vay theo chuỗi thì chúng tôi kiểm soát được tất cả đầu vào và đầu ra của các khách hàng vay vốn, cung cấp một cái gói sản phẩm hạn mức tín dụng là khách hàng khi có nhu cầu sử dụng để mua sắm, mua nguyên vật liệu thì là rút vốn. Thế mà khi có cái nguồn tiền về thì trả nợ cho Agribank. Với nguồn vốn đầu tư cho công nghệ chế biến, nhiều mặt hàng nông sản tươi đã được nối dài giá trị sau thu hoạch. Giá mỗi cân hành sau khi được chế biến, sấy khô cũng tăng gấp vài chục lần so với hành tươi, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người trồng. Agribank Digital, một chạm đa tiện ích.